làm visa du lịch Trung Quốc đơn giản cùng lữ hành Việt Nam. Giá chọn gói 2.500.000. Thời gian 10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ. Hiện nay với visa Trung Quốc có 3 hình thức dành cho quý khách hàng lựa chọn. Visa Trung Quốc 3 tháng một lần. Đối với loại visa này, khách hàng sẽ được vào Trung Quốc một lần duy nhất trong vòng 3 tháng hiệu lực của thị thực. Thời gian ở lại Trung Quốc không quá 15 ngày. Visa Trung Quốc 6 tháng nhiều lần. Visa Trung Quốc 6 tháng nhiều lần chỉ dành cho khách thương mại. Với trường hợp loại visa này, quý khách được phép nhập cảnh vào Trung Quốc tối đa 5 lần trong suốt 6 tháng hiệu lực của visa. Thời gian ở lại Trung Quốc mỗi lần không quá 30 ngày. Và ngày nhập cảnh vào Trung Quốc lần sau phải cách lần nhập cảnh vào Trung Quốc trước đó ít nhất 30 ngày. Với loại visa 6 tháng nhiều lần cần tối thiểu 2 dấu nhập cảnh từ phía Trung Quốc, nghĩa là bạn đã qua Trung Quốc tối thiểu 2 lần bằng các hình thức visa 3 tháng một lần hoặc 2 lần. Nếu là hộ chiếu mới làm lại chưa đủ số lần đi, thì cần nộp thêm hộ chiếu cũ bản gốc. Visa Trung Quốc 1 năm nhiều lần. Visa Trung Quốc 1 năm nhiều lần hiện là loại visa Trung Quốc có thời hạn hiệu lực dài, nhất dành cho khách thương mại. Cũng giống như các loại visa trên, khách sử dụng visa này vào Trung Quốc, loại visa này cũng chỉ cho phép lưu trú tối đa là 30 ngày cho mỗi lần nhập cảnh, và lần nhập cảnh sau phải cách lần nhập cảnh trước ít nhất 30 ngày. Như vậy, có thể nói, số lần nhập cảnh vào Trung Quốc, tối đa của người mang hộ chiếu này là 11 lần trong vòng 1 năm hiệu lực. Với loại visa 1 năm nhiều lần cần tối thiểu 7 dấu nhập cảnh từ phía Trung Quốc, nghĩa là bạn đã qua Trung Quốc tối thiểu 7 lần bằng các hình thức visa 3 tháng 1 lần, hoặc 2 lần hoặc visa 6 tháng nhiều lần. Nếu là hộ chiếu mới làm lại chưa đủ số lần đi, thì cần nộp thêm hộ chiếu cũ bản gốc. Hồ sơ cần có 1. Tờ khai xin cấp visa Trung Quốc theo mẫu quy định của Đại sứ quán. 2. Bản gốc hộ chiếu còn thời hạn tối thiểu 6 tháng, hộ chiếu photo. 3. 2 ảnh 4x6cm nền trắng, mặt nhìn thẳng. 4. Bản copy căn cước công dân chứng minh nhân dân. 5. Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu nếu xin visa cho trẻ em đi du lịch cùng. 6. Booking vé máy bay hoặc ô tô 2 chiều. 7. Booking khách sạn. 8. Xác nhận việc làm với các trường hợp đi Trung Quốc lần đầu sinh năm 1990 trở lại đây.